U là trời, con cá nó bự dã man luôn. Câu cá nó không ăn, nó ăn cái câu ghẹ. Thấy tức gì đâu á. Xin chào cả nhà, hôm nay mình đi câu đây. Lại một ngày cuối tuần đã đến. Tiếp tục cuộc hành trình. Đường thôi. Mời cả nhà theo chân mình, hôm nay có được thành quả gì đây? Đâu cả nhà, mình đã đến nơi câu. Nãy ghé chợ mua dĩa đồ gà, câu miếng ghẹ vàng, rồi câu cho và thèm này. Cái dĩa này 1 ký mấy, 4 đồng 63 sen, quăng 2 cọng. Này nhớ đừng cho nhớ phèo, bữa nào được rồi ông đem phèo cắt mấy con chết. Hy vọng hôm nay dính hàng khủng luôn. Để cho cả nhà xem. Mà lớp đẹp hôm nay nè. Như có lục bình nè. Lục bình choi. Ở đây nước nó lợ, nó không có mặn. Nước lợ mà thứ gì cũng có. Ghẹ, cá, tôm gì. Thứ gì cũng có ngộ đi. Này giống giống sông của Tiền Giang ở Việt Nam mình á. Chất lợ thứ gì cũng có chứ. Có ghẹ ăn rồi.
theo con luôn. Ô, hai con. Chà bá. Con nào cứng thì mình bắt thôi, con nào mềm thả lại. Con nào mềm. Con này mềm. Ừ, con cứng con mềm. Con trên mềm. Trên mềm thả mềm. Nó mềm mà nó còn không giữ gì nè. Bắt cứng. Ốc cái đầu đây. Ngay bày rồi cả nhà, ngay bày cả đầu rồi, lội vô luôn. Thôi tự nâng tự nè, tự lẫn. Dễ nhẹ thôi, dễ nhẹ thôi. Dạ, nhẹ. Còn ở đây. Còn đây mặt nước luôn rồi. Ôi trời, nó bự vậy nha. Xứng đáng. Nó mềm lắm nha. Mềm. Đã đi. Nó có thịt nhiều. Chỗ này chỗ của mình mà. Nó nghĩ nó là kìa. Nai ghẹ là đúng to luôn. Mềm nữa nè cả nhà. Đủ không? Đấy. Ba con rồi đó. Không lẽ mình thả thì nó lợi quả năng hả ta? Lát lên nữa mình nhấp cái chèo nữa mình thả thử phải không? Nãy giờ cũng hơi nghi nghi.
lẽ nó thì nó ra. Lỡ lên nhấp cái chèo nữa. Nhưng mà hai cộng ăn con cộng màu gì chơi gì, phân biệt đối xử gì vậy bầu. Đâu khá ông nội nó không có càng. Trời, phải dính đá rồi. Trời, nó siêu mềm luôn. Ở đây đi. Nuôi biển của mình nè. Cuối cùng nó nghĩ phân biệt rồi. Nó cũng đã ăn cả mày rồi. Đâu gì mà nó nổi vào mặt nước luôn mà kêu quá trời. Theo cái tháng âm lịch á, là nước rằm là nước 15 đó, là Việt Nam nó mềm, ở đây nó cứng. Cái gì? Lỡ nhân đổi cho mưa nước luôn rồi. Kìa, nó cũng thiệt. Có anh ăn cái ngỗ ta lỡ nước luôn. Con đi câu, ông ừ cái sáng kêu ông cái ông mê ngủ ông thích đậu thêm mình luôn. Đi nữa mà mình đã cực. Ông mê ngủ rồi thôi, để ông ngủ luôn. Đi mình nữa. Ông giận lắm nha, ông giận rồi dữ lắm nè. Cha nào đi kêu con. Qua kêu rồi mở mắt không lên. Rồi giờ này nó nhậm được gà nè. Năng cậu mày nổi mặt nước không? Không như ta ngủ ra. Nước có lời nguyên à. Năng cậu mày là phải nổi lên mặt nước hả? Nãy giờ ba bốn con rồi, ăn là nó nước mà lại nó không càng cũng một càng.
gì? Sao ba liền vậy chứ? Biết lâu nó mới ăn lại.
làm đấy, ở trong đây xíu. Nhỏ nhưng mà chất lượng. Trời ơi anh Cốt, nút hẹ gì trong bao tử nè. Rồi một càng nữa, mạnh kỳ, bự chà bá. Bá chà bứ. Cực cứng. Đúng, ăn à. Không lâu như mày lâu đi, mệt quá, chịu hoài. Chơi với ghẹ, tao nghĩ chơi với mấy con cá. Thôi nha, cái dính hay gì vậy? Đầu nặng gì? Ôi ôi, con ghẹ nó bự nè. Cứng ngắt luôn, cả nhà ơi. Ghẹ cả tí luôn. Mày phải dính hồn mày lâu hoài vậy? Dính hả? Dính này. Hút nữa à? Làm em hút nữa. Không đụng rau quá chàng. Nè là giờ móc cái này tao vô. Đâu dữ gì bộ. Chạy hả? Chạy hả? Ngã rồi chạy liền chứ. Chạy vô nồi. Con ghẹ nó ăn chỗ này nổi bằng nước nữa rồi đó. Đặt bụng trắng phiếu đây vậy, ghẹ nhiều rồi nhỉ, ghẹ nữa đúng không? Bao bứng cả nhà. Cái này chạy đẹp phẩm tướng chơi á. Rồi đó bà gọi vợ tôi, bà nói nhà nó giàu lắm, nó có nguyên cái hồ ghẹ luôn. Cười sao anh tốt nữa đó nha. Hút hoài lắm. Nó có ăn được gà nè. Thấy cái thịt gà ở đây nè. Không phải không? Đúng rồi, nó ngậm nguyên miếng thịt gà nè cả nhà. Đây cái nè. Nó ngậm nguyên miếng thịt gà luôn. Rồi giờ nó ham ăn.
nó phải nhận nó nuốt chưa hết nữa đó, nó còn qua nó ăn tôm nữa. Nhận luôn mấy con gà cỡ này, mấy con gà này. Người nãy giờ biết lâu giờ nó mới ăn lại. Cần trôi sát mé nữa, chúng ta ăn. Trời ơi, nó bự, nó có một càng một nó bự cái nè. Còn xương không cái đùi gà. Nó kêu nè. Trứng luôn. Cái con này trên tôi có dính nè. Có ăn không? Sát mé luôn. Ê, có ăn nè, có ăn, có ăn, có ăn. Có ăn nha cả nhà ơi, lôi vô cho mé. Nặng nha. Ôi giời, con ghẻ nó bự vậy cả nhà ơi. Đã tay không? Đạp bằng xương không? Hai kèm. Ôi, đã. Dính cẩu 5-7 con này nó rồng đầy luôn. Nó ăn nữa à? Nó ăn nữa cả nhà. Ủa, dạ vậy? Mình mới vớt cọng trắng, bay qua mình vớt cọng xanh. Mình vớt cọng xanh xong mình bỏ hai ghẻ vô không ăn nữa. Nhanh nhanh. Ôi trời ơi, nó bự, nó bự, nó bự. Nó bự chắc quá luôn cả nhà ơi. Ôi giời. Nó trâu đây nữa nè. Nè, nó nói. Nó trâu. Nó còn xương không dạy nhẹ heo. Trời ơi, nó đã. Trời, cá cái con ghẹ ăn gì giống ghẹ quá vậy. Cái gì đây? Để nước nữa nha. Ăn đầu nhỏ xíu. Kêu. Không có cá mà còn chảnh. Bắt cá ăn mà câu không có cá, giết cá nhỏ thả. Ngọc à. Còn 4 cái ghẹ.